Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại với cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trong con đường lộ đất của Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cô bác anh chị. Trời ơi, ngay cái chỗ em đứng ngay khu vực này quá trời hoa giấy nó đẹp luôn cô bác anh chị ơi. Phải nói là đẹp rực rỡ luôn, đẹp nức nở luôn. Đó. Ngay cái nhà này người ta trồng hoa giấy. Quá trời đẹp luôn cô bác anh chị. Rất là nhiều các bạn rồi đang tham quan chụp hình ở đây nữa. Hôm nay phải nói là một ngày mà rất là tất bật ở khu vực này luôn cô bác anh chị. Xe vận chuyển, xe ba gác vận chuyển bông hoa để đi cung ứng các tỉnh thành khác nè. Quá trời, không thấy tấp nập luôn. Chạy ra chạy vô hết xe này tới xe kia. Đó. Quá trời đẹp luôn. Mấy cái loại hoa này là hoa hoa giấy hái nè, bông rất là đẹp. Phải hái không ạ? Dạ. Hoa giấy sắc tháo đó cô bác anh chị. Quá trời đẹp luôn. Còn bên đây là một số loại hoa giấy Ấn Độ rồi cô bác anh chị. Ôi đây có mấy cái gốc hoa giấy phôi nữa nè. Người ta chuẩn bị tạo tán trên đó thành như một cái dù vậy đó. Quá xá đẹp luôn rồi cô bác anh chị ơi. Cô bác anh chị nào á mình muốn đến đây á mà không biết đường đi á thì em chỉ với cô chú anh chị cách này dễ nhất nè. Cô bác anh chị đi đến cái chỗ mà nhà thờ Cám Ơn đó, xong rồi cái cô chú anh chị hỏi đường vô lộ đất của Phú Sơn thì người ta chỉ nha. Quá trời bông hoa giấy đẹp luôn. Đây là một cái cây hoa giấy Ấn Độ nè. Còn cho anh thấy nhá. Quá đẹp luôn. Anh coi sao? Cái này thì trên dạ. Cái này tiếng lâu dưới. Quá đẹp. Dài trước. Ôi. Dạ, giờ này của mình đó hả cô? Ồ quá trời đẹp luôn. Vô đại đi chú. Dạ. Quá trời bên trong nhà luôn cô bác anh chị. Dạ. Ồ ôi. Ở đây có một số cây hoa giấy ngũ sắc nữa nè. Cái gốc rất là to luôn nha. Hết hồn cái gốc rồi luôn nè. Ôi. Lạnh lùng luôn cô bác anh chị ơi. Quá đẹp. Quá trời hoa giấy luôn. Những cái cây này á thì cái gốc của nó là rất là đẹp luôn nè. Nó có gốc có thế nữa. Đây là bà con người ta đi mua qua Tết rồi đó. Đẹp lắm. Cái này là bao nhiêu tiền một chậu cô? Một cây cô? Dạ, 5,5 triệu. Giống này giống mới cô bác anh chị. Ngoài với Ấn Độ. Bông quá đẹp luôn. Cái mặt bông của hoa giấy này nó to hơn cái của mình gấp 2, gấp 3 lần nha cô bác anh chị. Cái loại này lá nó đậm màu hơn nữa. Cây này giờ ta đi xe hơi kìa, ta đậu người ta tham quan, ta chụp hình, ta mua hoa rồi quá trời luôn. Em tới em quay một số cây này cho cô bác chị coi nha. Ôi ở đây có cái cây hoa giấy Ấn Độ quá trời to luôn nè. Hết hồn cái củ của đây luôn cô bác anh chị ơi. Đó rất là đẹp luôn. Bông chùm luôn. Ôi ôi ở đây có cây hoa giấy Ấn Độ, cái mặt bông này cũng rất là đẹp luôn nè. Nó pha giữa màu hồng màu trắng nè. Quá đẹp luôn. Trước này một số cây hoa giấy ngũ sắc nữa nè. Đẹp luôn. Ôi cái vườn này toàn hoa giấy khủng khủng không luôn nha cô bác anh chị. Cây lớn lớn không à. Ôi.
này thì hoài giấy Cẩm Hạch nè, quá đẹp luôn. Đây nữa nè, cái này ta trồng qua 10 giờ trang trí thêm nữa, quá trời lung linh đẹp đẽ luôn. Trồng lẫy thật chứ. Trước này là cái que giấy ngũ sắc mà có ghép Ấn Độ vô nữa nha. Cái này là mình xịt gì hả chú? Keo á. Keo đó được nhưng tấm qua. Dạ. Giữ lại không? Dạ. Quá đẹp luôn cô bác anh chị. Ôi ra đây nè. Quá trời luôn. Cây này là cây hoa giấy màu trắng chủ đạo, có màu đỏ màu hồng rồi nữa. Quá xa đẹp luôn. Còn cây này là cây hoa giấy màu gì mới quá em không biết luôn nè, màu trắng pha với màu hồng hồng thường thường á. Đẹp quá luôn. Ôi ôi. Cây này vẫn bay vẫn hát đổ gì đây nè. Quá trời. Thôi giữ luôn. Ồ, mấy góc qua giấy này khủng lồ luôn. Quá trời to. Hết hồn luôn. Ở đây là người ta tạo tán rồi tạo dáng luôn nha cô bác anh chị. Vô dây người ta uống luôn nè. Uống thế này thế kia luôn. Ừ, quá trời luôn. Ồ, bây giờ bên đây quá trời một vườn trong đây nữa nè. Ôi quá trời quá đất luôn rồi. Ôi bên trong đó nữa kìa. Quá xá luôn. Quá trời đẹp luôn. Cái chậu này nó bể luôn nè cô bác anh chị. Ôi quá trời sai bông luôn. Dường như là cái cây hoa giấy là mình thấy bông nhiều hơn thấy lá. Ở đây cái hoa cách chăm sóc của người ta rất là hay ha. Mấy chậu này giá thành nhẹ hơn tiền hơn nè, vài trăm ngàn là mình có một chậu nè cô bác anh chị. Ôi cái cây này nó đẹp nè. Ôi xe tải rồi vận chuyển nó tấp nập hết trơn luôn, tấp mặt đó luôn kìa cô bác anh chị. Chạy mà bụi bịt mù luôn á. Đối diện bên đây nguyên một vườn luôn nè, là người ta đã bán bớt rồi đó nha. Nè những cái chỗ mà cái cục gạch ống lòi lòi lên nè, chỗ trống đó là người ta đã bán bớt rồi đó. Ui, quá trời đẹp luôn cô bác anh chị ơi. Wow, những cái nhà dịp Tết rồi ha, mình qua đây mình mới thấy hoa sắc rồi nó nở gực gỡ đẹp vậy á. Ngay chỗ này có cây hoa giấy rất là đẹp luôn. Ôi coi nè, bông nở nè, rất là nhiều màu sắc luôn. Và cái cây này là cũng có dáng thế luôn nè. Ôi quá thì khéo luôn. Tới chỗ này mà em thấy ai cũng phải chồm trồ hết trơn á. Quá đẹp. Cái này là phương phan gì đó. Vận chuyển qua giấy nè. Kiếm đường tấp nập luôn, tấp nập xe cộ luôn. Quá trời đẹp. Ồ bên đó nguyên một cánh đồng luôn. Ồ ở đây quá trời đẹp luôn nè. Cái cây này quá trời màu luôn. Có ghép Ấn Độ vô nữa nè. Có bên nhà báo nữa nè. Cây này là 1,6 triệu. Đừng có lên ra, đừng có lên ra. Đúng rồi.
chống không có nó yếu rồi. Có chuyện bị yếu rồi là chống không kịp. Bên đây ngoài giấy rực rỡ luôn cô bác anh chị, quá đẹp luôn, chủ đạo là màu đỏ, người ta xem màu trắng màu vàng vô ha, màu hồng. Đi vô đây là phải đội nón lá nha cô bác anh chị, không mà nắng đen hết á, quá trời luôn, trời nó đẹp lung linh luôn. Mời cô bác anh chị mình đi ra thì giờ lên trên đây xem nữa nha, còn nhiều lắm. Bên của Mekong á, quá đẹp luôn cô bác anh chị ơi, trời ơi dài trước à, quá xá luôn. Ở trước này á, thì là một số cây người ta mới ương lên nè, qua giấy Mỹ nè, dài dài bên trong thì quá trời rực rỡ luôn. Này là qua giấy Mỹ, qua giấy Mỹ thì cái bông nó nở xen kẽ với cái lá á. Trước đó anh ta đang vận chuyển qua giấy lên xe kìa, quá trời quá đất luôn. Hôm nay là tấp nập luôn, quá đẹp. Rồi, trước này một số xe người ta đã chất lên xong hết trơn rồi nè, bữa nay là tấp bập luôn cô bác anh chị, quá trời nguyên một cánh vườn luôn. Rực rỡ luôn. Đẹp hết chỗ chê luôn á. Rồi, chuẩn bị mấy anh xe này chuẩn bị đi nè. Bản số 48, 48 này không biết đi về đâu luôn. Qua giấy nổi tiếng luôn, làng qua giấy Phú Sơn. Trong đó người ta đang tưới kìa cây. Okay.
tới từng chậu vậy đó. Ôi trước này à, nguyên một xe tải luôn cô bác anh chị. Ôi đây đẹp quá trời luôn. Cái quà giấy Ấn Độ này thì cái màu trắng nó chủ đạo hơn cái màu hồng nè. Trước này tôi chấp lên xe tải vậy nè, xe này xe tải cẩu lưới người ta chùm lại vậy, quá trời luôn, đẹp quá. Ôi bên đây nè, bên đó thì có cô đang tẻ rồi. Chuyển đi bớt lắm nè. Mình mà hay cái mình đi đây sớm có chừng 3-4 bữa trước á, mình còn nhiều đẹp dữ lắm luôn. Sông lỏng quá nè, quá trời quá đất luôn. Xe tải luôn cô bác anh chị, chớp mấy tầng luôn á, xong rồi đó mình đi. Ôi quá 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 trời đẹp luôn, mình trưng bày cặp vé đường luôn á anh chị. Mình đi ngang có thể là ngắm thoải mái luôn. Ôi bên đây trong đây có đường hẻm nhỏ nè, và trong đó nhiều nhà hộ dân ta trồng luôn hoa giấy, quá trời quá xá luôn. Ôi cái cây này đẹp quá, mặt bông của nó thì là màu trắng pha với màu hồng của bác anh chị, pha loãng luôn, rất là đẹp. Ôi trước trường này cũng rất là đẹp luôn nè, có cây này mặt bông trắng nhiều quá trời luôn nè. Đó. Hôm nay là em đi qua bên đây là em mới là mở mang tầm mắt luôn, mới thấy cái vườn mà cái làng hoa giấy đẹp mà khủng như vậy luôn á. Ôi hoa giấy Cẩm Thạch nè, bông bông hồng tím nè, quá trời đẹp luôn. Cái này á, là nó có củ hết trơn luôn, mà người ta dán uống là dán hế luôn á. Quá trời đẹp luôn. Xe ba gác rồi hôm nay là chạy xé gió luôn, di chuyển đi quá trời quá đất luôn nè, khủng khiếp thiệt. Năm nay là hot cái vụ hoa giấy Ấn Độ ghê luôn á. Trước này đang tưới nè cô bác anh chị.
người ta đang dời những cái chậu ha, để cho nó hơ hơ ra. Thích quá thì cây qua giấy mình nó không có đều. Nguyên xe ba gác đang chạy từ từ ra. Dâu đi bên kia. Hai tầng chậu lẫn cô bác anh chị. Hay thiệt chứ. Xe tải, xe ba gác còn chạy vô nữa nè. Vận chuyển cây á. Đang quấn cái này lại. Cây đó là cây bông trang. Đang điều chỉnh nó lại. Đây là nguyên một cái vườn rồi, qua giấy Mỹ luôn, nhưng mà chưa nở rộ, mới lú bông. Ôi ôi, cái này chở cao nhọng luôn, ta kê lên thêm một lớp ở trên nữa. Quá trời quá khá luôn, vườn qua giấy quốc cường. Giờ này thì bà con đã bắt đầu đi tưới cây nè. Xe thì chạy ra, xe thì chạy vô. Qua giấy luôn cô bác anh chị, vườn nguyên cái làng qua chỗ này dính qua giấy không luôn. Đa phần là qua giấy. Số cây hoa giấy lớn nè. Ở đây thì người ta làm bông chưa có nhiều ha. Chắc người ta dưỡng lại, làm sao người ta mới làm mới bán hay vậy. Giờ tới ngoài đây là một cái ngã ba. Ồ, gì dài đó, quá trời luôn. Cô bác anh chị ơi, này có cái rỗng nha. Xung quanh xuống đây mình coi nhộng nha. Đó, cái xe này phải
cái chậu nãy giờ chuyển đi đâu, quẹo đến đây à. Trời quá đất luôn, quá xá đẹp luôn kìa. Ở trước này là người ta đang lên xe nè, một xe tải như vậy á, người ta sẽ lên được hai lớp, hai tầng qua. Đi tham quan luôn nè. Đông quá trời đẹp luôn. Được cỡ luôn. Chị gỗ luôn cô bác anh chị, khéo quá, ở thấy bông không, ít thấy lá lắm. Ồ trong đây nữa nè, quá trời quá đất luôn. Ở đây người ta làm mấy cây hoa giấy cũng cao cao nè, tầm hơn 1 mét không nè. Trước này có sen một cái lô qua dân họ vô, quá đẹp luôn cô bác anh chị ơi. Trời ơi này vận chuyển tấp nập luôn. Ủa bên đây xem cái lô hoa vàng cỏ vô quá đẹp luôn nè. Để em qua em quay cho cô bác anh chị mình xem nha. Ôi tự nhiên nguyên cái làng hoa giấy có một cái lô này vô cô bác anh chị, nó đẹp ngay ngất lòng ngừ luôn. Bên trong này á, thì là hoa giấy cẩm thạch nè. Đó ôi đẹp, xa xa trong đó thì trồng vàng họ với hoa màu gà đâu kìa. Đó quá trời đẹp luôn. Nhưng mà zoom xa quá thì nó không được đẹp lắm. Quá trời đẹp luôn cô bác anh chị, nở rất là gỗ luôn rồi. Không có chủ cho nên mình cũng không có dám vô sâu trong nha cô bác anh chị, thông cảm cho em nha. Đỡ trong có gì đó. Rồi vàng họ vàng. Ở đây người ta ít có trồng vàng họ cam á. Vàng họ vàng nhiều hơn. Quá trời được gỡ luôn. Cái hoa giấy mà người ta
ta làm kinh tế cũng dữ dằn thì chết. Nhà nhà người ở đây đều trồng luôn, quá trời quá đất luôn. Rộng rộng ra thêm vài chục mét nữa cho xe tải người ta đi khỏe ha. Quá trời, giờ là phải nấp đợi rồi đó. Thôi chắc em hoành lại cái nha cô bác anh chị. Quá trời xe tải rồi, xe đi ra đều là chở bông qua hết trơn á. Mấy ngày nãy ở đây tấp nập quá trời luôn. Khách ta đi mua rồi cũng đông nữa. Quá xá quá xa luôn mà. Trước này có chiếc Everest nè, 62. 62 như ở Long An, Tân An gì đó. Chị ơi, đi ngang đây không thể tưởng là được luôn, lọt vô đây một cái vườn hoa vạn thọ, quá trời đẹp luôn. Mình không thể chối chê luôn mà. Cái giấy rồi trồng để cặp cặp đường không sợ mất luôn á. Ở đây nhà nào cũng có, đâu ai hèm lấy làm chi. Đó, xe tải rồi ra đó nè. Chiếc này đang lên. Ồ, hai chiếc đậu sát bên luôn. Là chậu nhỏ nhỏ nè, còn bên trong đó là chậu cao cao đó, hơn 1 mét cũng khó luôn. Gỡ luôn kìa.
đó thì là mấy cái chậu hoa giấy màu vàng nè, chủ đạo hơn. Dài đây thì là hoa giấy chậu nhỏ nhỏ vừa vừa. Trước này hai chiếc xe ba gác đang gan lượt luôn, chở cao nhộng luôn. Đó. Đó. Mỗi một xe vậy là người ta tận dụng hết sức có thể luôn để chở, chở được lên hai lớp vậy đó. Cái này tất bật luôn, cái này chở một lớp à, cái này chở hấp hơn. Trời đẹp luôn. Chú này là có mấy cây hoa giấy cao cao, mấy cây này là tiền triệu trở lên không nè, khủng luôn. Đó, hết hồn bông luôn. Trời dọn nhiều tấp bật luôn các bác anh chị. Ôi ở đây mấy cái cây hoa giấy cao cao nè, bông tầng tầng lớp lớp luôn, quá đẹp. Giờ không biết dùng từ nào mà diễn tả. Gia đình nào đi chụp hình rồi chơi nè. Giấy Ấn Độ cái góc hết rồi. Cái tiếng xe ba gác bữa nay trong clip này rất là nhiều. Chạy xíu là có chiếc ba gác chạy ngang, chạy xíu là chiếc ba gác chạy ngang. Quá trời đẹp luôn nè cô bác anh chị. Gác dần chuyển qua ra nữa nè. Trước này nè cô bác anh chị, sâu vô trong kia luôn, nguyên một cánh đồng luôn kìa, quá trời quá đất trong đó luôn. Ôi ôi khủng khiếp thiệt. Trước này có một số cây hoa giấy và bông màu trắng đặt kẹo luôn nè. Quá đẹp luôn ha. Nghe cái giường này là người ta chuyển đi bớt dữ lắm luôn à, chậu đồ để nằm la liệt hết trơn.
sao chỗ nãy là mấy chiếc ba gác hơi bụi thấy bà luôn. Đây nguyên vườn quá đẹp. Đủ màu sắc hết trơn luôn. Cái trà này có mấy cây hoa giấy đẹp ghê luôn cô bác anh chị. Mặt bông đẹp quá. Còn mà thấy ghiền được chứ, nhức gần luôn á. Cái tuyến đường lớn này ha, là bà con nó trồng dài dài cặp vào đây rồi, nhưng mà những cái con hẻm cái đường nhỏ gì đó của bác chị đi sâu trong đó ha, là cũng rất có nhiều hộ dân người ta trồng hoa giấy dài dài bên trong đó nữa kìa. Đúng là nguyên một cái làng hoa luôn. Cái chỗ mà đầu clip em quay á, chỗ này là hút khách nhất luôn nè. Xe hơi rồi ha, em thấy ai đi ngang cũng ghé ngay chỗ này hết trơn. Mà ngay cái chỗ này là mấy cái quay giấy dữ dữ không luôn á nha. Trời ơi trời. Mấy cái quay giấy nó đẹp kìa. Ngay ngất lòng ngừ luôn. Đó. Gia đình ta đi chụp hình rồi nè. Vui chưa? Chùm nhất ở đây quá. Chùm nhất luôn á. Nãy giờ đi mấy cái vườn khác không thấy vườn nào lại vườn này. Dạ. Góc bự không à. Vườn này là chùm luôn khu vực này luôn cô bác anh chị. Góc bự mà cây khủng luôn á. Bông đẹp. Bà con luôn nè. Vô trong đây còn nguyên một vườn chanh trong đây nè. Nãy là mình đi chưa có hết rồi đó. Dạ chụp đi chị. Quá trời đẹp luôn. Đó. Mấy cái lô hoa giấy này là chung trước này luôn của mình luôn ha anh? Dạ. Ở đây mình trồng hoa giấy lâu chưa anh? À,
cũng lâu rồi. Có thể anh cho biết được bao nhiêu năm rồi không? Cái này em cũng không rành luôn. Dạ. Có chủ thì người ta rành. Còn dạ. Em qua đây làm là cũng lâu rồi. Dạ. Anh qua đây làm được bao nhiêu năm rồi anh? Dạ cũng khoảng 8 năm rồi. Ồ. Qua giấy đây nó trồng đẹp quá. Dạ, còn cái lúc mình qua đây thì là người ta có trồng rồi. Có trồng rồi á ha. Dạ. Dạ. Quá trời đẹp luôn cô bác anh chị. Cái này hôm nay là mình rút mua hết rồi đó. Vậy là đặc dữ lắm đặc. Ồ. À, vậy là rút hơn phân nửa luôn á ha anh. Dạ. Ồ. Ở đây rồi còn trong vườn giữa là còn ở trong nhà dưới bến sông nữa. Ồ, à, vậy là còn nhiều chỗ nữa ha anh. Dạ. Dạ. Đa số là người ta làm bông giấy nhiều. Dạ. Cái này mình tưới là mình phải tưới từng chậu như vậy ha anh. Dạ. Cái lúc mình nó chưa ôm bông á. Dạ. Mình tưới đại ở trên xuống. Ừ. Còn cái lúc nó ôm bông rồi mình phải tưới dưới gốc như vậy. Dạ. Chứ mình tưới ở trên là nó cái mình xử lý bông nó không được chất lượng. À. Sáng nguyên vườn này chắc tưới các buổi sáng mới rồi ha anh. Một buổi sáng một người tưới không rồi á. Một người tưới không rồi luôn á. Cái lúc là nó đặc á. Dạ. Tại vì mình tưới như vậy nó hơi cực nè. Dạ, đúng rồi. Nước này là nước phun tên hay nước sông anh? Cái này nước sông. Nước sông ha. Dạ. Cái này mà tưới bằng nước phun tên này mình chi phí cao quá. À. Đó. Nhưng mà ví dụ mà người ta mua một hai chậu về người ta không có nước sông á, người ta tưới nước phun tên cũng được mà đúng không? Dạ bình thường. Dạ. Chẳng qua nó cũng nước sông nó cũng xử lý lại thôi. Dạ. Mấy cái chậu qua giấy cái người ta trồng thêm qua 10 giờ vô nhìn đẹp quá ha. Nhìn chậu lung linh hơn á. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Năm mới phát tài. Dạ. Quá trời đẹp luôn cái vườn này cô bác anh chị. Theo anh chia sẻ là rút đi hơn phân nửa rồi đó. Nhưng mà còn tới 2-3 chỗ khác nữa mình không biết. Mình chỉ biết cái này thôi. Nhưng mà ở đây toàn là những cái cây cổ không. Nó cũng khủng không. Quá trời đẹp luôn. Trước đây nè cô bác anh chị, bông người ta làm một cái nó đặt kẹo luôn nè, khích gịch luôn. Quá trời. Quá trời đẹp luôn. Phát sốt luôn dưới vườn này nè chứ. Ủa bông nè. Đặt kẹo luôn. Anh cho em hỏi cái vườn hoa giấy ở đây của mình tên là vườn gì anh? Vườn hoa giấy hả? Ừ. Thanh Nhã. Ờ, vườn Thanh Nhã. Dạ. Ừ. Kèm lại là nó là cái bản nấu ăn dịch vụ bãi biển á, là ông già của anh Nhã. Dạ. Nhưng mà nói dịch vụ nấu ăn thì gần hơn, tại vì ở đây chưa có đăng bản. À, chưa có đăng bản, bởi vì em đâu có thấy bản gì đâu. Dạ. Dịch vụ nấu ăn đó cô bác anh chị. Này cái chỗ này. Những cái cây qua giấy nè. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn nha. Người ta uống nè. Rớt cạch nhánh xuống nè. Bông chùm chùm chùm. Quá đẹp. Khủng khiếp cái vườn chứ. Dịch vụ nấu ăn thủy quyền.
bớt hết trơn rồi, cũng lỏng hết trơn rồi nè. Vậy rồi, đến đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Khám Phá Vĩnh Long. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và luôn luôn vui vẻ thành công trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video clip mới nhất. Bye bye.